Chào mọi người, hello. Chào mọi người, hôm nay ăn hàu, hàu sống, hàu tươi, ăn với lại củ hành, với lại uống nước ép trái cây nha. Ăn cho mọi người thèm trời nha. Cái này không phải ăn thử thách nha, cái này ăn cho mọi người thèm nha. Bởi vì mình đang thèm cho nên mình ăn cho mọi người thèm nha. Ăn nào mà mọi người chấm với lại nước tương với bù tạt, nhưng mà mình không muốn ăn bù tạt bởi vì cái này vừa nói mà chảy nước miếng nuốt cái à. Bởi vì hàu rất là tươi. Hành củ phải ngọt mà nó có, bởi vì hành củ của Tây Quan, hành củ rất là tươi cho nên hành củ nó ngọt mà nó cay cay, cho nên ăn với hàu là nó vừa rồi, không cần ăn bù tạt. Ngon. Ngon, có ai thèm không nào? Thèm thì vào ăn với mình nha. Nếu không thì tự mua về nhà ăn nha. Ngon lắm mọi người ơi. Ngọt. Mà mình có ướp nước đá nữa. Nó lạnh mà nó ngọt, mà nước tương nó vừa ăn không mặn hung. Nước tương này rất là ngon nè nha mọi người. Đây mình ăn cho mọi người xem nha. Mọi người cùng ăn với mình nha. Ngon thật sự, bởi vì mình đang thèm chứ không phải là ăn thử thách nha mọi người. Ngày nào cũng ăn thử thách riết người ta xem. Cái clip, cái video của chú Tì Giang người ta sẽ nhàm chán. Cho nên hôm nay mình ăn, mình thèm, mình ăn. Mình ăn cho mọi người thèm chơi. Ngọt ngon. Có hàu rất là tươi. Nó tươi quá cái nó nhớt, cái nó tuột xuống tuột lên hoài à. Khó gấp quá. Không la bóc chứ. Kèm với lại hành tây. Đó, đây, nhìn nha. Cây tổng hợp mình nấu. Mọi người ơi, ngon quá mọi người ơi. Đây, ăn cho mọi người thèm chơi. Hàu tươi ngọt quá. Cần thôi.